Còn vị nào nữa ạ? Chúng tôi cũng xin mời.
Đây là không gian để chúng ta cùng giao lưu và nói với nhau. Chúng tôi cũng rất muốn sự hòa đồng của quý vị chúng ta sẽ cùng lên và tham gia cùng với chúng tôi. Còn vị nào nữa chúng tôi cũng xin mời. Làm từ ống tre nữa, chúng tôi gọi đây là nhạc cụ tiếng Trinh Arab Mộng Âu và các cô thiếu nữ mang bầu xuống suối lấy nước. Và với bài múa này chúng tôi cũng xin mời quý cô chúng ta sẽ cùng lên và theo chân cô thiếu nữ chúng tôi. Vâng, chúng tôi cũng xin mời quý cô chúng ta cùng lên. Mắt thì đâu chẳng ảnh hưởng gì. Vâng, cô nào bước lên đầu tiên cô đó sẽ có bầu đầu tiên. Vâng, có trái bầu cô chính phải bụng bầu to. Vâng, chúng tôi cũng xin mời quý cô chúng ta sẽ cùng lên và chúng ta sẽ nhận trái bầu cô cùng với cô thủy chúng tôi và chúng ta cùng tham gia phải không nào? Mày đi chuyên múa, kệ lên đuôi. Con lên múa đi. Vâng, chúng tôi cũng xin mời quý cô chúng ta. Vâng, xin mời chị. Vâng, xin mời chị. Vâng, chúng tôi cũng xin mời các chị chúng ta sẽ cùng lên và chúng ta cùng tham gia bài múa này cùng với chúng tôi. Vâng, xin mời các chị chúng ta sẽ cùng đứng xen kẽ. Vâng, và bây giờ tiến trình Arab Mộng Âu và các cậu thiếu nữ mang bầu xuống suối lên nước sẽ bắt đầu. Yeah.
đổi số 1 luôn. Vâng, xin cảm ơn các cô chúng ta vừa rồi xuống túi lên nước cùng mấy cô gia đình tôi. Cháy lên đi nữa,
chúng tôi cũng xin mời tất cả quý vị chúng ta có mặt tại trước sân khấu cùng chiêng tại khu ta sẽ cùng lên và chúng ta sẽ làm một vòng tròn và chúng ta cùng mở hội trong buổi chiều hôm nay. Và chúng ta cùng muốn Liên Xoan Tây Nguyên. Một lần nữa chúng tôi cũng xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng lên và chúng ta sẽ mở hội trong buổi chiều hôm nay. Một lần nữa chúng tôi cùng xin mời. Chúng ta cùng mở hội. Vào đây.
chờ chút xíu bỏ đi. Thưởng thức một ca khúc của nhạc sĩ Krasendik được viết về loài hoa tại thành phố Đà Lạt với ca khúc Sắc Hoa Đà Lạt. Và qua ca khúc này chúng tôi cũng xin mời quý vị chúng ta có vị nào sẽ lên hát tặng cho anh em nghệ nhân của chúng tôi và toàn thể quý vị chúng ta có mặt tại nơi đây. Chúng tôi cũng xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lên và đăng ký cùng với chúng tôi. Được chưa? Nốt cái đoạn này đó. Giao đâu rồi? Kia. Chạy đâu chứ? Yeah.